dùng nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ cơ thể của bé nữa rồi. Thay vào đó, họ sẽ sử dụng nhiệt kế điện tử bởi chính sự tiện lợi và chính xác của em nó đấy ạ. Và ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn một em nhiệt kế đến từ Nhật Bản. Đó chính là... Và đây, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là em nhiệt kế Chido. Hiện tại thì em ý đang được bày bán tại các cửa hàng đại lý của Chido trên toàn quốc. Chi tiết về sản phẩm và giá bán các bạn có thể tham khảo tại đường link chido.vn các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá xem bên trong em ý bao gồm những gì nhé. Đầu tiên sẽ là sản phẩm, giấy hướng dẫn sử dụng và đi kèm là phiếu bảo hành của công ty. Hãy cùng xem bên trong thân máy chúng ta bao gồm những gì nhé. Bên trong sẽ bao gồm một thân máy này, hai quả pin. Đầu tiên phải nói đến thiết kế của em nhiệt kế Chido này. Em này sở hữu thiết kế vô cùng sang trọng và tinh xảo, cầm nắm khá là ôm tay và thuận tiện. Máy được thiết kế bởi hai màu xanh và trắng rất trẻ trung và hiện đại. Mặt lưng của máy bao gồm một màn hình LCD rõ nét, hai phím bấm bao gồm một phím đo và một phím chức năng. Còn mặt trước của máy thì bao gồm một đầu đo cảm biến hồng ngoại, tem thông số kỹ thuật và hộp chứa pin. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem máy hoạt động như thế nào nhé. Đó là chức năng đo nhiệt độ cơ thể và chức năng đo nhiệt độ vật thể. Với chức năng đo nhiệt độ cơ thể thì em ý có thể thực hiện đo ở trán và tai với phạm vi đo là từ 32 đến 42,9 độ C. Còn với chức năng đo nhiệt độ vật thể thì các bạn có thể sử dụng em ý để đo nhiệt độ sữa, cháo, nước tắm, thậm chí là nhiệt độ phòng cho bé với dao động từ khoảng 0 đến 100 độ C. Ngoài ra thì em ý còn cực kỳ thông minh trong việc lưu giữ 20 lần đo gần nhất, giúp cho bạn dễ dàng theo dõi thân nhiệt của bé đấy. Cách sử dụng của em nhiệt kế này thì vô cùng đơn giản. Để đo nhiệt độ ở trán, các bạn chỉ cần giữ nguyên nắp chụp màu xanh, sau đó đưa sát trán hoặc cách trán khoảng 0,5cm rồi ấn nút Start. Chỉ sau 1 giây, em ý sẽ kêu beep và màn hình LCD hiển thị kết quả ở trên màn hình màu xanh. Để đo nhiệt độ ở tai, các bạn tháo nắp chụp màu xanh, sau đó đưa đường đầu đo vào ống tai và thực hiện thao tác như với vùng trán. Nếu bé nhà bạn bị sốt thì em ý sẽ kêu 8 tiếng beep liên tục và màn hình sẽ chuyển sang màu đỏ nhấp nháy để cảnh báo. Để đo nhiệt độ vật thể, các bạn thực hiện chuyển chế độ bằng cách giữ liền nút Memory trong vòng 10 giây, sao cho màn hình LCD phát sáng và hiển thị hình ngôi nhà.